Z3ND668. Vâng, số được các bác hỏi thăm nhiều nhất nhỉ trong thời điểm hiện tại. Này tích hợp được nhiều chức năng, có Bluetooth, có cáp quang, có cáp đồng trục, có USB và vẫn đầy đủ các cổng kết nối RCA tiêu chuẩn. Output 6 đường. 6 đường cơ bản nha các bác nhé. Gồm là có xung rao, canter, main và đường xúc. Kết nối Wi-Fi hoặc là cắm control máy tính. Đấy. Có thể kết nối Bluetooth input, spin input, optical input, kết nối RCA tiêu chuẩn input, mic input hoặc là USB cắm để chơi nhạc, phát nhạc trực tiếp, power play, quay lại và kế tiếp, các nút tùy chỉnh rất là đa năng. Đây là một cái vang số mà được các bác hỏi thăm nhiều, thì em cũng mong muốn là sẽ được cung cấp cho các bác rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Đây là một cái vang số mà em thấy nó khá là ok và nó cũng khá là đầy đủ chức năng cơ bản với thời điểm hiện tại. Còn với thời điểm mà 4 năm trước thì con này mà nó ra mắt thì chắc đây là một cái vàng nó gọi là ANN tất cả trong một. Đây các bác nhé, nguyên đàn nguyên kiện, hàng nhập khẩu chính hãng. Về Việt Nam thì nó sẽ có giấy hướng dẫn sử dụng, DSDD phần mềm, dây cáp kết nối, dây nguồn, điều khiển từ xa. Em sẽ để cái vang lên trên đây, quay cho các bác cùng xem là cái máy nó hình thức nó ok như thế nào các bác nhé. Về hàng trong đêm, quay luôn. Đấy, ZBA ND668. Các nút này, input này, chọn đường vào này, playback các thứ này, mode 1, 2, 3, 4 mode này, music này, mic này, recan gọi chế độ này, server lưu chương trình này. Đấy, và tiến lùi nick bar. Bác cho biết nút này là cái nút này là sẽ ấn vào đây để chọn các cái chương trình này. Ấn vặn lên vặn xuống. Cái này về các bác nó sẽ tự nghiên cứu nhé, em sẽ có hướng dẫn sau. Và đây là cái phần mặt sau thì em tiện quay luôn cho các bác xem, review nhanh, tí nữa là có việc phải đi làm chương trình. Đấy. Đằng sau chúng ta sẽ có cổng nguồn này, công tắc nguồn này, cổng USB kết nối máy tính này, hoặc kết nối USB Wi-Fi, cắm đuôi Wi-Fi đây. Là đây 1, 2. Đấy. Spin input này, optical. Các đường output là xung rao, loa sau, canter loa trung tâm, sub loa siêu trầm, main out loa chính, và hỗ trợ thêm là đường rec out đặc biệt. Đường rec này là các bác thể chỉnh riêng đấy nhá. Sub này thì nó ăn vào đây, canter này nó sẽ ăn vào đây. Input là có in 2, in 1. Audio input chúng ta sẽ có mic 1 2 nỗ, mic 2 2 nỗ. Đó. Đấy, các bác nhé, con này thì gần như nó thiết kế ra rất là đẹp. Các cái lỗ cắm mic mình cắm hết đằng sau, nó rất là gọn. Các bác có thể cắm USB để chơi nhạc. Đấy, cắm trực tiếp vào đây. Con này cực kỳ phù hợp với các bác nào mà đi làm tiệc cưới. Các bác không cần mang cái điện thoại, các bác chỉ cần mang mỗi USB cắm nhạc, các cái bài nhạc cưới vào này, cắm vào đây. Đấy, sau đó khóa máy đi về. Không phải để điện thoại đấy nhá, không phải để điện thoại. Mà nó tiện cái là nó có cái Bluetooth, các bác kết nối Bluetooth này, kết nối vào đây, kết nối trên TV, ăn Bluetooth vào cái vang này và nó sẽ kết nối với TV, đặt cố định một chỗ, nó rất là tiện. Chưa hết, các bác có thể chơi các nguồn phân nhạc chất lượng rất là cao, cáp đồng trục spin hoặc là cáp quang optical. Nó là một cái lợi thế rất là hay và nhiều cái vang khác hiện tại trên thị trường là chưa cập nhật hết rồi. Đấy, phần mềm thì nó gọi là phần mềm phổ thông thôi. Mic này, effect này, music này, công tắc nguồn đằng sau nhá. Con này nó hơi bất tiện tí nhưng mà nó là cái điểm ưu tiên nhiều các bác là hay là đi các bác làm lắp ở trong gia đình ấy, nhà mà có trẻ này hay nghịch như thì là công tắc đằng sau là cái lợi thế. Đấy. Có điều khiển từ xa cho các bác bấm từ xa luôn, đỡ phải đi tận nơi, chọn chế độ từ xa, tăng giảm bát chép, mà bát min tép ở trên điều khiển của nhạc và của mic, nó cái điểm lợi thế rất là đặc biệt mà em cũng xin nói luôn là rất ít cái vang khác có thể làm được. Hiện tại vang mà có luôn cả Bluetooth trên thị trường thì gần như đây là cái vang được cái bản thương mại đầu tiên mà em thấy nó cũng khá là ok. Đây là điều khiển này.
Đây khiển đây nhá. Khiển chúng ta có tăng giảm bass min check của phần nhạc, tăng giảm bass min check của phần mic. Đấy. Rất là nhiều chế độ luôn. Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4, 5, 6. Tăng giảm tông, điều khiển nick bài, chọn bài đây. Cắm USB thì các bác cắm USB đây. Power vào đây này, nồi này, tiến bài này, input. Rất là tiện. Một cái bài nó nhiều chức năng mà nó khai thác được hết con này là còn lâu. Đấy. Mute tắt tiếng nhanh. Đấy. Rất là tiện. ND668 Quality DSP Croquet Professional. Đa năng còn tiện nữa. Các bác nghĩ gì một cái phần một cái sản phẩm mà nó hội tụ được nhiều cái nhất này. Các bác để lại cho em xin ý kiến ở dưới phần bình luận các bác nhé. Mà các bác nào muốn làm đại lý của JBA, alo trực tiếp cho em. Em sẽ xin với hãng để có thể cấp chứng chỉ cho các bác. Em thì không cần chứng chỉ, em chỉ là người review thôi. Đấy, còn các bác nào mà muốn làm đại lý của JBA thì alo trực tiếp cho bên em. Đó, các bác nhé. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.